Hoa sứ Lê Gia xin kính chào cô chú và anh chị. Hôm nay con xin chúc cô chú và anh chị có một ngày mới vui vẻ ha. Bên con hôm nay có một số cặp sứ Thái ghép xin giới thiệu đến với cô chú và anh chị ạ. Và trước tiên con xin được chia sẻ bên tụi con này có cung cấp phân dơi nữa ha. Con bán một túi vậy là 20.000. Bên con này có chương trình khuyến mãi hay mình mua 10 túi được tặng một túi ha. Cái phân này nó công dụng của nó giúp cây của mình là ra nhiều nụ ha, ra hoa to, bón được cho tất cả các loại cây trồng luôn ạ. Nếu cô chú và anh chị có mua hàng phân này thì sẽ liên hệ bên Hoa sứ Lê Gia ha. Dạ bây giờ con quay lại con bán sứ á. Cái này con xếp cặp bán ha. Đây là cặp số 1. Cặp số 1 là có cây Long Thành 2 với cây Hằng Sơn ha. Này mỗi một cây hai giống nè. Long Thành 2 là hoa 3 lớp màu hồng, cánh hoa có viền tím ha. Tân Quý là hoa cánh đơn màu đỏ. Cây này nó được 6 bo, mỗi bo nó ra 2 đến 3 tựa. Và qua đây là cây hai giống nữa. Hằng Sơn là hoa dạng cánh kép, hoa màu trắng. Và Long Thành. Long Thành là hoa 3 lớp màu hồng ha. Cái bên đây là Long Thành 2 ha, màu hồng, cánh viền tím, còn đây Long Thành không 3 lớp màu hồng ha. Cây này nó là 5 bo. Mỗi bo nó ra 2 tựa, 2 đến 3 tựa. Cây này đang cho nụ ha, củ hình hơi quái nè ha. Đây, củ của hình đó nè. Cặp này số 1, 180.000. Ở đây cặp số 2. Cặp số 2 là có cây Lưỡng Nghi với là cây Long Thành. Cây này Lưỡng Nghi ha. Hoa cánh đơn, màu đỏ có sọc. Cây này nó được 5 bo, mỗi bo ra 2 tựa. Giờ qua đây là cây Long Thành, hoa màu hồng 3 lớp. Cây này 5 bo, mỗi bo ra 2 tới 4 tựa. Cây này thì đang cho nụ ha. Cặp này số 2, 220.000. Và đây là cặp số 3. Cặp số 3 là có cây Ngọc Băng. Ngọc Băng là hoa màu trắng ha. Và cây Lưỡng có ghép một bo Lưỡng Nghi nữa ha. Lưỡng Nghi là hoa cánh đơn màu đỏ có sọc. Cây này là nó được 7 bo. Nó được 7 bo, mỗi bo được 1 tới 2 tựa. Và qua đây, cây kế bên là cây Candy. Candy là hoa của nó dạng cánh kép, hoa màu vàng viền hồng ha. Cây này 6 bo, mỗi bo 2 tới 3 tựa, đang cho nụ nữa ha. Cặp này số 3, 220.000. Ở đây cặp số 4. Số 4 có cây Candy với là cây Lưỡng Nghi. Cái này mỗi cây hai giống nè. Lưỡng Nghi là hoa cánh đơn ha, màu đỏ có sọc. Và Hằng Sơn 5 hoa dạng cánh kép màu trắng. Và cái hoa nó màu trắng là gì nè, hoa nó đang nở gì nè. Này là hoa của Hằng Sơn. Cây này là nó được 8 bo, mỗi bo nó ra 2 tựa. Một cây ra 2 màu ha, trắng đỏ. Và qua đây là cây Candy. Candy là hoa dạng cánh kép màu vàng có viền hồng. Cây này 6 bo, mỗi bo ra 2 đến 3 tựa. Cặp này số 4, 260.000. Qua đây cặp số 5. Có cây Rồng Vàng với cây Hằng Sơn. Cây này Hằng Sơn, hoa màu trắng dạng cánh kép. Cây này nó được 7 bo, mỗi bo ra 2 tựa. Bộ tàn xòe ra đều ha. Và qua đây là cây Rồng Vàng, hoa dạng cánh kép, hoa màu vàng. Cây Rồng Vàng này là nó được 10 bo, mỗi bo ra 2 tựa, có bo có 1 tựa ha. Cặp này số 5, 260. Đây cặp số 6. Cặp số 6 là có cây Ngọc Băng với lại cây Lưỡng Nghi ha. Cây này Ngọc Băng, hoa dạng cánh kép, hoa màu trắng. Cây này 4 bo, mỗi bo ra 2 tựa. À, qua đây một cây hai giống. Lưỡng Nghi hoa màu đỏ dạng cánh kép có sọc. Candy là hoa dạng, con xin lỗi, Lưỡng Nghi là hoa cánh đơn màu đỏ có sọc ạ. Và Candy là hoa của nó dạng cánh kép hoa màu vàng có viền hồng. Cây này nó được 6 bo, mỗi bo ra 2 tựa. Thì củ nó ha. Cái củ của nó là bằng cỡ cái miệng của lon sữa 400g á. Cặp này số 6, 200.000. Qua đây cặp số 7. Cặp số 7 là có cây Hằng Sơn 5 với cây Hoa Vân Huế 5. Cây Hằng Sơn nè ha. Hoa dạng cánh kép, hoa màu trắng.
Hoa nó đang nở nè. Cây này được 4 bo, mỗi bo ra 2 tới 3 tựa. Có cái củ nó hình quái ha. Củ này về mình cắt mấy cái rễ con là mình bỏ ra, củ nó lộ ra hình quái ha. Giờ qua đây, cây này hai giống Vân Huế 5. Là hoa của nó dạng cánh kép màu hồng có sọc trắng ha, thần tài hoa màu đỏ. Cây này 6 bo, mỗi bo ra được 2 tới 3 tựa. Cặp này số 7 220.000. Qua đây cặp số 8 có cây Kim Anh với lại cây Candy. Cây này Kim Anh, hoa dạng cánh kép, hoa màu cam có gân. Cây Kim Anh này được 5 bo, mỗi bo ra 2 tới 3 tựa. Bộ tàn tựa ra đều ha. Giờ qua đây là Candy. Candy là hoa dạng cánh kép, hoa màu vàng có viền hồng. Cây này 5 bo, mỗi bo ra 2 tựa. Cặp này là số 8, 240.000. Qua đây cặp số 9. Cặp số 9 là có cây Kim Lân. Kim Lân là hoa nó đang nở nè ha. Hoa dạng cánh kép, hoa màu đỏ sọc trắng. Cây này nó được 4 bo, mỗi bo ra từ 2 tới 3 tựa. Giờ qua đây là cây D5. D5 là hoa của nó dạng cánh kép, hoa màu hồng. Cây này nó được 2-4 bo. Nó được 4 bo, mỗi có bo 1 tựa, có bo 2 tựa ha. Cái cặp này có một cái nó cây, có một cây D5 nó bị rớt bo chính giữa ha. Cặp này con bán cặp số 9 này nè, 100.000. Cái này mình mua về ngắm hoa ha. Một cây thì củ bự, một cây thì củ hơi nhỏ. Giá 100.000 ha. Giờ ở đây là cặp số 10. Cặp số 10 là có cây Xuân Ngọc với lại cây Kim Lân. Cây này là Xuân Ngọc. Cái này một cây ghép hai giống nữa nè. Xuân Ngọc là hoa nó cánh đơn màu hồng có sọc. Và Kim Anh, hoa dạng cánh kép, hoa màu cam có gân. Cây này nó được 7 bo, mỗi bo ra 2 với 3 tựa. Một cây hai giống nè ha. Và qua đây là cây Kim Lân. Kim Lân là hoa màu đỏ nè. Hoa dạng cánh kép màu đỏ đang nở nè ha. Cây này đang nở hoa, có cái nở, có cái thì còn búp. Cây này được 4 bo, mỗi bo ra được 2 tựa ha. Cặp này số 10, giá 200.000. Qua đây cặp 11. Có cây Vân Huế 13 với lại cây Kim Anh. Cây này Vân Huế 13 ha. Hoa dạng cánh kép, hoa màu tím có sọc. Cây này nó được 7 bo, mỗi bo ra từ 1 đến 3 tựa. Giờ qua đây là cây Kim Anh. Kim Anh là hoa dạng cánh kép, hoa màu cam. Cây này nó được 6 bo, mỗi bo nó ra từ 2 cho tới 4 tựa, đang cho nụ ha. Củ có hình hơi quái nữa nè ha. Này, củ nó nè. Cặp này là số 11, 260.000. Qua đây là cặp 12. Có cây Kim Lân với cây D5. Cây này là D5. Hoa của nó dạng cánh kép, hoa màu hồng. Cây D5 này 3 bo, mỗi bo của nó rào ra được 4 tới 6 tựa luôn. Tựa dài xum xuê luôn ha. Tựa ra dài nè. Củ nữa. Giờ qua đây là cây Kim Lân. Kim Lân là hoa màu đỏ, hoa dạng cánh kép ha. Cây này nó được 6 bo, mỗi bo ra 2 tựa. Có cái ra 1 tựa nè ha, đang cho nụ nè. Củ nữa. Cái củ của nó khoảng 2 gang tay, con vòng lại chưa hết nữa nè. Con đưa thử cái gang tay vô nè ha. Cặp này á là cặp này số 12, con bán giá 260.000. Qua đây cặp 13. 13 là có cây, một cây nó được hai giống nè ha. Hằng Sơn là hoa dạng cánh kép, hoa màu trắng. Vân Huế 5 là hoa dạng cánh kép, hoa màu hồng. Cây này nó được 6 bo, mỗi bo ra 2 tới 3 tựa. Cây này là có hai màu trắng hồng ha. Và qua đây hai màu nữa nè. Cây này Lưỡng Nghi là hoa cánh đơn màu đỏ sọc ha. Và Kim Anh là hoa dạng cánh kép màu cam có gân. Cây này nó được 8 bo, mỗi bo ra 2 tới 3 tựa.
củ to nữa nè ha, củ khoảng 2 gang tay mình. Có vòng củ nữa. Cặp này số 13, 260.000. Dạ bên tụi con là xếp cái hàng xứ này là trên toàn quốc luôn ha. Nên khi cô chú và anh chị mua hàng là xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí xếp cho tụi con ha. Dạ cô chú và anh chị yêu thích hoa xứ laser thì xin hãy bấm like để ủng hộ cho tụi con. Và mình bấm nút để đăng ký để mình có thể cập nhật những thông tin mới và những mẫu hoa đẹp. Để những khi tụi con có đăng lên clip mới là nó sẽ báo đến cho cô chú và anh chị biết để mình xem ha. Dạ con xin cảm ơn nhiều ạ.